Hello, chào các bạn nha. Hôm nay chúng ta sẽ đi săn và test sức mạnh của xe carbon mới. Đúng hơn là cái ghế. Nhìn xịn chưa? Anh em kẻ chạy khói lắm. Săn nha. Ở ba bạch thì các bạn sẽ có sang nghề nha các bạn. Và mình nói lại là sang nghề các bạn có thể nâng cấp sau này mà lỡ mất xe á. Thì cái chúng ta có lại cái nâng cấp nó vẫn còn nha. Thành ra bạn nào mà chưa đủ cấp bông thì vẫn cứ tự tin săn xe chạy đi, không sao cả. Cấp bông kiếm sau. Thì nhận xe bệnh viện thôi. Các bạn nào may mắn hơn thì có thể trong quá trình săn thì nó cũng rơi bệnh viện ra nha. Và tổng thiệt hại của chúng ta làm nó rơi vào tầm gần 100.000 cấp bông nhé các bạn. Nếu các bạn có vương miện chết tôm thì nó sẽ giảm được 10% nữa đấy. Bánh nhỏ rồi. Không lấy chạy bằng cái bánh này. Tiệt kill, mỗi lần tiếp đất nhận ngay 12% cái nitro và trong 6,5 giây tốc độ cơ bản cộng 10 km giờ. Còn 10 km giờ luôn. Vãi. Sao có bông gì mà cộng tốc cái skill cộng tốc ảo đi. Nó có một nhánh năng thôi như các bạn. Nhánh giống cái kiếm rồi. Xe lắp đớp 31.5. Còn skill nó thì skill này là skill map B nha. À, đúng chạy bằng cái bánh nhỏ xíu này thiệt. Chuyển hướng cũng ngon nha. Nó hơi cái nó hơi sao quá, nhìn nhìn nó bự bự các bạn. Tại lúc đầu mình nghĩ nó B chứ không phải là nó chạy kiểu này đâu. Cái ghế này ngồi cũng hơi cao nên nó có một tí che tầm nhìn. Nó tiếp đất là có skill nha. Hồ đi cho với bút tóc. Ồ, hồ đi cho được quá trời luôn nè. Ngon vãi. Nhưng mà đặc biệt là cái phần tốc độ đó, nó cộng 10 km thôi các bạn. Tốc khiếp thật sự. Hơi khó chạy tới chưa quen. Nhưng mà con xe cái bông này skill mạnh ác luôn các bạn. Xe gì mà nó bút tốc cao mà nó còn có hồ nitro mạnh nữa. Ghê vớt. Có điều thì cái ghế công nghệ này thì mình không ưng lắm về cái, bởi vì nó chạy bằng cái bánh. Cái khúc đầu mình nghĩ là cái ghế này là cái ghế B nha. Công nghệ B nhìn ngầu lắm nhưng mà chạy bằng cái bánh nhỏ xíu lăn lăn này mình thấy giống cái xe lăn hơn chứ không phải là cái công nghệ chứ. Xe lăn 4.0. Đúng
đúng là nhìn giống mấy thằng què chân chạy xe lăn thiệt. Tiếp ra con này trồ nè, con nhận skill con cấp bông này khéo quá. Con này trồ lại, xem mạnh quá các bạn. Con cấp bông này phải nói là vô đối trong dòng cấp bông rồi. Mấy con cấp bông khác không có tuổi đâu, skill quá khỏe. Nhưng mà chạy mà nói về map B thôi nha, nếu mà chạy về đường trường thì nó sẽ kiểu nó phế đó. Nhưng mà chỉ riêng về nói map B như thế này thì nó gọi là best rồi các bạn. Sức mạnh của nó không phải là gọi là một con xe bông nữa. Con này sức nó khỏe như xe sửa bát vậy đó. Nếu mà chạy map B nha, mà nói sức mạnh của này chắc phải cần bền hoa hồng u lam luôn chứ không phải đùa đó các bạn. Có điều thì nó sẽ không chạy toàn diện như hoa hồng u lam được đâu. Hoa hồng u lam thì nó mạnh một điều nữa là con hoa hồng lam nó có thể chạy được đường trường rồi nữa nha. Con này qua đường trường là phế đấy. Nhưng mà xe cái ghế này hơi khó chạy một tí á. Nếu các bạn muốn dễ chạy thì trong dòng cốc bông cũng có con Renault cốc bông rồi. Nhưng mà thua này tí thôi. Mình chạy về những cái mắt bê. Bữa mấy bạn hỏi mình xếp cái clip xe free á, có mấy bạn hỏi sao không có Renault Bích Ngọc Thần Long, thì mình nói là Renault Bích Ngọc Thần Long đó, tại mình xếp về cái nhóm cấp bông á, tại nó trong xưởng cấp bông mà. Chứ con nó chạy map B là best rồi. Mấy con xe Ferrari làm sao mà so sánh được. Nhìn giống mấy đứa bị tật đi đua với nhau. Nó mà làm cái bỏ cái bánh đi làm cái gì đó đẩy cái xe B lên là nhìn ngầu biết bao rồi. Mà con này mạnh thiệt. Con này mấy bạn phải lấy đấy. Mấy bạn kẻ trẻ là phải lấy đấy. Thực sự xe cốc bông mà các bạn không cần bỏ tiền đồ mà nó khỏe như xe sửa bít bát luôn. Sửa bít bát các bạn phải nổ tiền nữa, bạn mua gói các bạn kề. Con này thực sự phải lấy đấy. Bỏ con này mà nghĩ là để ra một con cốc bông mà ngon hơn con này chắc lâu á. Chứ thực sự con này báo quá. Chạy nghĩ sao mà 10 km, nghe là thấy ớn lậm rồi mà nó còn hồ nitro rất là nhiều nữa. Ủa. Nhưng mà cái phần grip của nó nhiều lúc mình thấy sao sao thì nó hơi khó chạy thì. Nhiều lúc nó cứ sao sao á, chắc do cái bánh nó nhỏ quá. Nhiều lúc nó không được grip, nó không được mượt á. Có tốc độ kìa. Rồi 330 mấy. Ớn chưa? Xe cấp bông nữa. Để mua test con bét cấp bông mới luôn nha các bạn. Sẵn sàng làm việc. Ngồi bấm như ngồi trên ghế. Cơ duyên. Skill con này là trong 30 giây sau khi xuất phát tốc độ tối đa cộng 3.5 km/h, sức mạnh cơ bản cộng 30% nha. Wow, boost cái sức mạnh cơ bản này hơi kinh đấy. Skill 30 giây thì sẽ chạy về những bản đồ ngắn nha các bạn. Đây sẽ lăn mà phải đùa với T5 Nhật Ảnh. Cái bánh chút xíu nữa là không biết có nổi không nữa. Nhìn kỹ ghế này giống mấy cái ghế trong cái tiệm hút tóc ghê thôi. Thank you.
Nó kẹp mình kìa. À, hết skill bet rồi. Không được 30 giây thôi. Chừ. Trời, có lắng hoài khó chịu kinh luôn các bạn. Bet này thì bước cũng ngon nhưng mà bet nó ngắn thì nên có cái khoảng nitro nữa là ok hơn. À, bet có bom như vậy thì được rồi. À, ra cái đoạn này còn cái cảnh nó có thể sơ ban được. Lấm lấm lấm. Ồ, căng thẳng quá các bạn. Ok, clip mình đã đến thôi nha. Các bạn clip thứ hai đừng quên nhấn like và đăng ký kênh cho mình nha bạn. Đấy các bạn, hẹn gặp bạn trong clip sau nhé. Bye bye.